Xuân Định, KY, Hot Boy rình vé vàng của Việt Nam Idol từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, về Huế làm công nhân. Mỗi phần trình diễn của Xuân Định trên sân khấu Việt Nam Idol đều mang đến màu sắc tươi trẻ, nguồn năng lượng tích cực khiến ban giám khảo lẫn khán giả phải trầm trồ. Xuân Định là con út trong một gia đình làm nông tại Thừa Thiên Huế. Anh cho biết thu nhập của bố mẹ khoảng 9 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng lúa. Vào năm 3 cao đẳng, do không có tiền đóng học phí, Xuân Định quyết định nghỉ học. Giọng ca trẻ nói, tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ, phần khác muốn đi kiếm tiền thật nhanh để đỡ đần. Chia sẻ thêm về quyết định đành chấp nhận gián đoạn việc học vì không đủ tiền để đóng học phí, Xuân Định cho biết, thật ra nếu như thời điểm đó tôi mở miệng ra xin bố mẹ thì chắc chắn ông bà sẽ đi vay mượn để tôi có tiền đóng học phí. Nhưng nghĩ tới cảnh đó tôi thấy xót bố mẹ, chỉ có vài triệu lại phải đi chạy khắp nơi, tôi không muốn như thế. Nhiều khi thấy bạn bè tốt nghiệp tôi cũng buồn, nhưng suy nghĩ rằng thôi cố gắng có được cuộc sống ổn định rồi sẽ tốt nghiệp sau. Anh thừa nhận may mắn của bản thân là thầy cô cũng thường xuyên hỏi thăm và ngỏ ý sẽ giúp đỡ nếu như Xuân Định tiếp tục việc học. Từ đó anh tự nhủ sẽ tiếp tục việc học vào một ngày không xa. Thời gian đầu tự lập ở thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Định làm nhiều công việc như dọn công trình thi công, phục vụ quán ăn. Vốn đam mê âm nhạc, anh mượn guitar đi hát tại quán cà phê nhỏ vào buổi tối kiếm thêm thu nhập. Về sau Định gặp được nhiều người cùng đam mê đi diễn tại tụ điểm lớn hơn, sáng tác nhạc rồi bán lại. Thí sinh cho biết đây là khoảng thời gian nhiều ý nghĩa giúp tôi hiểu hơn giá trị cuộc sống. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất đến nay là có thể tích góp tiền gửi về quê giúp bố mẹ cải thiện cuộc sống. Khi Việt Nam Idol lên sóng, Xuân Định nói bố mẹ bất ngờ vì thấy con trai trên TV diện mạo trưởng thành. Họ động viên cổ vũ giúp anh có thêm tự tin với quyết định theo đuổi nghề ca sĩ. Trong tương lai, Xuân Định muốn quay lại việc học dang dở, nâng cao kiến thức. Trên trang cá nhân, Xuân Định thường xuyên cập nhật hình ảnh đúng chuẩn Mỹ Nam Hàn Quốc, đốn tim nhiều fan girl. Chia sẻ tại Việt Nam Idol, anh cho biết bản thân là một người sống tích cực và muốn lan tỏa nguồn năng lượng này đến khán giả. Các video trình diễn của Xuân Định cũng thu hút hàng triệu lượt xem. Ở vòng loại đầu tiên, Xuân Định mang đến Việt Nam Idol 2023 ca khúc Ngôi Thứ Ba do anh tự sáng tác, không chỉ gây ấn tượng với khả năng nghệ thuật, visual của Phạm Xuân Định cũng khiến các fan suýt xoa. Vào top 15 sau vòng nhà hát, Xuân Định nói, tôi hạnh phúc vì chặng đầu cuộc thi nhận được nhiều sự yêu thương ủng hộ của khán giả. Xuân Định gây ấn tượng với giám khảo qua tiết mục Dành Cho Em, viết lại dựa trên nhạc phẩm của Hoàng Tôn. Ở phần thi phát sóng ngày 25 tháng 8, sau khi xem màn thể hiện của thí sinh, Mỹ Tâm dùng cụm từ không còn gì để nói để nhận xét, khen anh mang đến tinh thần thoải mái cho người xem, cô hoàn toàn đồng ý để anh vào vòng trong. Giám khảo Huy Tuấn cho biết màn đối đầu của Xuân Định và Hà An Huy tại vòng nhà hát khiến anh ấn tượng nhất. Hai tác phẩm của các em dù tái sinh từ bài hát của Hoàng Tôn nhưng có thể đứng độc lập. Anh nghĩ sau cuộc thi hai em phải ra bài hát đơn này ngay, nhạc sĩ nói. Sau 2 tháng cọ sát, Xuân Định thấy bản thân thay đổi tư duy, rèn giũa sự tự tin. Trước đó anh lo sợ không được khán giả đón nhận, bị chê nhạc. Trải qua các thử thách lắng nghe góp ý của giám khảo và khán giả, Xuân Định nói đã tìm ra chìa khóa để chinh phục khán giả, đó là giữ tinh thần lạc quan, luôn hát bằng trái tim chân thành. Là người con miền Trung, Xuân Định mang giai điệu vùng miền vào ca từ, song lại không quá gượng ép mà ngược lại còn thổi làn gió mới vào bài hát, từ đó truyền tải nguồn năng lượng tích cực cho ban giám khảo lẫn khán giả. Xuân Định cho biết tôi rất vui khi mang được những chất liệu quê hương miền Trung lên sân khấu, giới thiệu đến giám khảo cũng như khán giả. Tôi đã ấp ủ điều này từ lâu và sân khấu Việt Nam Idol là nơi không thể tuyệt vời hơn để mình thể hiện. Trước Việt Nam Idol 2023, Xuân Định cũng đã từng thử sức ở nhiều cuộc thi âm nhạc khác. Ở tuổi 24, Xuân Định trải lòng về những khó khăn khi thay đổi con đường âm nhạc này. Bắt đầu từ thời 18-19 tuổi, Xuân Định từng thử sức ở các cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên anh chàng đều thất bại vì khi ấy còn non thiếu kinh nghiệm. Xuân Định từng tự hỏi bản thân là vì sao người ta làm được còn mình thì không. Nhưng nghĩ lại, giọng ca 9X vẫn thấy mình còn may mắn, xác định được đam mê, con đường riêng và kiên trì theo đuổi chúng. Thông qua Việt Nam Idol, Xuân Định cũng muốn truyền tải niềm đam mê, sự tự tin đến các bạn trẻ 18-20, rằng tuy không sinh ra ở vạch đích, bản thân không có con đường nào để rẽ và chỉ có một con đường duy nhất, nhưng chỉ cần đi thẳng, cố gắng hết sức, bản thân sẽ có thể về đích. Cũng có nhiều lần Xuân Định thừa nhận trong suy nghĩ của mình thoáng qua hai từ bỏ cuộc, khi nhìn bạn bè của mình bằng tuổi và họ thành công, anh cũng chạnh lòng. Nhiều đêm Xuân Định bâng khuâng trằn trọc suy nghĩ trắng đêm, đối diện với 4 bức tường và không biết phải làm gì tiếp theo. Thậm chí anh chàng còn nghĩ đến chuyện rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh để về quê làm công nhân hay xuất khẩu lao động để kiếm tiền. Song những lời động viên từ anh em giúp anh có thêm động lực. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca trẻ đã lập ra kế hoạch mình sẽ làm gì tiếp theo. Xuân Định muốn mang những ca khúc của chương trình đến gần hơn với khán giả, sau đó sẽ đầu tư sản phẩm chỉnh chu cho các ca khúc ấy, đồng thời cho ra mắt những dự án mới sau chương trình. Được nhận định là một cái tên tài năng, Xuân Định chính là nhân tố được khán giả đặt niềm tin sẽ phát triển nhiều hơn sau Việt Nam Idol.